Xin kính chào quý vị. Nãy cho mình đang có mặt ở đường Hùng Vương, Sài Gòn, trưa ngày 28 Tết, nhằm ngày 13 tháng 2 2018 quý vị. Rồi bởi vì theo Hải Công Minh đi ngắm chợ hoa Tết thì xung quanh nhà thờ Thánh Sinh-Grác cái gì góc Hùng Vương với đường Vinh Mạng Ngô Gia Tự đó. Đây là đối diện với công viên Văn Lang, chỉ còn 2 ngày nữa là đón giao thừa. Bên phải bên kia đó là trường Chu Văn An đó. À, này là cây quất. Đường Ngô Quyền là bệnh viện phổi Phạm Ngọc Thạch góc bên phải, còn thành đây là bệnh viện truyền máu huyết học. Đi một phần vô chợ lớn cái gì xem không khí Sài Gòn chợ Tết cái gì ha. Ở bên phải đây là đường là trường Hùng Vương. À, bên phải là đường Nguyễn Kim, là siêu thị Hùng Vương Plaza. À, bên phải là đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là Nguyễn Văn Thoại đó. Cạnh đó là bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Đó, bên phải là trường Hồng Bàng. Đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5. À, phía trước cái gì là tòa nhà của Thuận Kiều Plaza. Vừa trái qua đây là đường Châu Văn Liêm, ngày xưa là Tổng đốc Phương là gì. À, bên phải là đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa là nhà hàng Bách Thủy, bên kia là khách sạn Phượng Hoàng.
ngày xưa bây giờ là trận đậu bê nè, bên tay trái là cư xá Đại Quang Minh cái gì. Và đây là đèn năm ngọn cư xá Đồng Thánh, chợ giải Sới Tình Lâm, bữa nay nghỉ Tết rồi nè. Cái gì giải là người ta bán trước 1-2 tháng để may quần áo, bữa nay Tết nghỉ rồi nè. Đường Đỗ Ngọc Thạnh. Bên phải là Tuệ Châu Hội Quán. Đây thỉnh Phật Bà Phước Chanh. Phía trước cái gì đó là nhà thờ Cha Tam. Rồi trái đây đường Học Lạc cái gì, chuyên bán thuốc lá nổi tiếng Sài Gòn. Vòng vô chợ lớn thì xem không khí Tết. Bên phải đây là đường Trang Tử. Bên tay trái là bến xe Chợ Lớn cái gì. Rồi đi chợ Trần Chánh Khiếu bên hông bến xe Chợ Lớn. Dừa đu đủ xoài thanh long nữa. Thank you.
đó, thoát được cái gì kẹt xe. Vòng chợ Trần Cánh Chiếu thì thấy cái không khí Tết Sài Gòn ngày trưa ngày 28 rồi. Xe buýt đi về chợ lớn Tầm Vu nè. Đường Phạm Đình Hổ vậy? Ok, thank you, hẹn gặp lại gì clip tiếp theo, bye bye.